Kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý vị trong đạo tràng đại bi thân mến, đây là lần thứ hai chúng ta có duyên lành gặp nhau. Và đạo tràng của chúng ta thì vào mỗi tháng có tụng chú đại bi một lần. Và quý vị biết đại bi thần chú có công năng rất là lớn nếu chúng ta biết cách trì tụng. Tại vì mỗi khi mà chúng ta tụng chú đại bi á, là có hóa thân Đức Quán Thâm Bồ Tát, là một vị cổ Phật đã vì lòng từ bi thương xót chúng sanh mà ẩn hiện ra giữa cuộc đời để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Và vì là một vị đại Bồ Tát, một vị cổ Phật, nên có vô lượng chư thiên, chư Bồ Tát và các chư thần trực giảng Đông Tây Nam Bắc gia hộ mỗi khi chúng ta tụng tới thần chú của Ngài. Vì thần chú của Ngài là chân ngôn nên các long thần hộ pháp mới phát nguyện ở đâu mà mình tụng chú đại bi với cái tâm nhất quán, có nghĩa là tụng thân và tâm trở nên thanh tịnh thì lập tức liền có sự phóng quang gia trì thủ hộ của thập phương chư đại Bồ Tát đến với cái người tụng đó. Ví dụ như chúng ta tụng chú đại bi nhưng mà chúng ta quên cỡ 5-6 ngày mình không tắm, cái mình ra mình tụng chú đại bi vậy chứ là nó không có thanh tịnh về thân. Ví dụ như tụng chú đại bi thì cũng phải mặc áo tôm tất sạch sẽ, rồi có nhiều người ta kỹ hơn chút nữa, người ta súc miệng, người ta sạch sẽ để lên tụng. Và tụng ta phải ngồi ngay ngắn trang nghiêm, và trong lúc tụng là như lúc dụng công, có nghĩa là khẩu của chúng ta, ví dụ như thuộc về đại chúng, khẩu chúng ta tập trung lại một điểm của cái khẩu mình để hòa điệu vào trong cái quay lực của đại chúng. Ví dụ có dần, có điệu, có tình, có tứ. Như vậy thì cái điệu nó rất là hay. Hồi nãy chúng tôi nghe quý vị tụng cũng hay đó, âm vang, người ta nghe người ta muốn tu liền. Có nhiều người tụng chú quý vị ơi, nghe cái muốn bỏ chùa. Tụng gì đâu, tụng kiểu tụng làm biến. Quý vị tụng tiếng được tiếng mất, tụng xong không biết ai biết chú gì nữa quý vị. Còn đây mình tụng rõ ràng, tuy nhanh mà rõ ràng từng tiếng một, và có cái âm lực, cái âm lực vào trong đó, có cái thần lực của chuyển tải cái âm thanh. Tại vì thần chú đại bi là hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát mà quý vị, nên nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh, nghe tiếng âm thanh dìu dặt của chú đại bi, người ta nghe người ta thấy là biết chùa liền, thấy biết tu liền. Chứ không phải là mình nghe tụng tiếng chú đại bi và người ta nghe cái ta không phát được cái tâm. Như vậy thì khẩu mình thanh tịnh và thân ngồi trang nghiêm thanh tịnh và nhiếp ý vào trong cái lời của câu chú, lập tức chú phát huy một cái quy lực quý vị. Chú phát huy một cái quy lực rất là mãnh liệt. Có cô này á là cổ bị bệnh ung thư đường ruột. Và khi mà cô bị ung thư đường ruột đó, người ta mới lên trên bàn mổ, người ta mổ. Thì bác sĩ mới nói rằng là cô mổ xong cô phải đưa cái ống ra bên ngoài để mà vệ sinh, là bằng cái ống bên ngoài đưa ruột ra bên ngoài. Cô nhìn, cô nghĩ cái cảnh tượng năm nay 60 mấy tuổi mà đưa cái ống ra ngoài hàng ngày kiểu này, sao thấy nó hổi ôi quá. Thấy sao mà cái thân mình sao mà nó như cái tấc bóng chiều như thế này. Cái thân mình sao mà thấy nó có vẻ như là cái gì đó mà mình cũng không dám nghĩ tới nữa. Và tưởng tượng sau khi mà mổ xong ra quý vị, nó cái lắc đầu không à. Như vậy thì cổ là bây giờ chỉ có còn cách nữa. Nước hồi xưa ở ngoài đời, mỗi khi mà mình bị một cái gì đó tai nạn tai ương, mà nó chỉ có cách trời cứu thôi chứ ai cứu. Nhưng mà trong Phật Pháp mình phải vậy quý vị, trong Phật Pháp chỉ có nước mà Phật cứu chứ ai cứu không. Như vậy thì cổ nhiếp tâm, cổ trì tụng chú đại bi quý vị, tụng nhiếp tâm lắm. Khi lên bàn mổ bác sĩ hỏi là cô làm gì, là tôi đi chùa không bác sĩ ơi,
Tôi ham mê đi chùa, mà chiếc này mà bác sĩ mổ mà đưa tôi ruột lòng thòng, không lẽ tôi vô trong chùa tôi tụng kinh mà lòng thòng khúc ruột ngang bên cũng không được. Bác sĩ cố gắng mổ tôi sao mà tôi đừng có khúc ruột lòng thòng bên. Bác sĩ là thôi giờ tôi cố gắng thôi, chứ chắc có lẽ là đưa ruột cô ra thời gian thôi, không biết sao quý vị. Nhưng mà lúc mà lên mổ rồi đó quý vị, cổ tụng chú lại bị liên tục, nằm sáng đêm tụng liên tục. Và tới sáng thì cái ca mổ lên trên bàn mổ. Và khi lên bàn mổ rồi á, thì khi mà mổ ra thì cái ca trưởng quyết định là không đưa ruột cổ ra ngoài, mà đưa ngược vô trong quý vị. Mổ ca mổ thành công rực rỡ. Mới không bao nhiêu ngày cổ xuất viện hết bệnh đi chùa bình thường à, quý vị. Có nghĩa là nhờ trì cái năng lực của chú, nên đi tới đâu á, cổ cũng nói là nhờ năng lực của chú Đại Bi. Nếu không á, thì giờ cái khúc ruột lòng thòng đưa ra ngoài, tuy vẫn bị mổ nhưng nó quá giải được nghiệp duyên. Cái nghiệp của mình á, từ nặng quá ra nhẹ, từ nhẹ quá về không quý vị. Nên á, khi á, mà chúng ta tụng á, mà nhiếp tâm thanh tịnh được thân khẩu ý á, muốn gì có gần như là được cái nấy quý vị. Ngày mai thi đại học, bữa nay ngồi trì phải nhau 30-40 biến, 50-60 biến, tự nhiên cái thông minh đột xuất kìa, vô bài nào làm được đó chứ quý vị. Cái ngu mỗi ngày đâu mất tiêu chứ, không biết làm sao, nó kỳ lắm. Nên mình, cái người nào mà quên trước quên sau thì nhiếp tâm trì tụng thời gian, tự nhiên là sáng suốt, sáng rỡ ra bình thường liền. Đó là năng lực của chúng. Nhưng mà nếu mà cái người nào á quý vị mà tụng được cái năng lực của chú như vậy rồi, nhưng mà còn biết áp dụng cái ý nghĩa của bài chú vào trong cuộc đời nữa quý vị, thì năng lực phát huy gấp hai. Có nghĩa là mình chỉ trong cái lúc mình tụng thôi thì cái năng lực nó phát huy. Nhưng mà ví dụ như một cái bài kinh, đây là không phải là bài chú đâu quý vị, mà bài kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Như vậy bài kinh là do Đức Phật thuyết, mà mỗi khi Đức Phật thuyết thì có cái ý nghĩa của kinh, phải không? Như vậy thì mình tụng câu thần chú này mang tính chất là tập trung một cái năng lực để chúng ta thành tựu trong khi lúc tụng. Nhưng mà khi áp dụng ra ngoài đời, nếu chúng ta biết được cái ý nghĩa của bài chú nói lên cái gì, mình áp dụng vào trong cuộc đời. Tại kinh là lời Đức Phật dạy. Dạy gì? Dạy chúng ta tu quý vị. Dạy chúng ta tu, dạy chúng ta hành thiền, dạy cho chúng ta từ cương vị cùng bậc phàm phu tục tử chuyển sang cương vị cùng bậc thánh nhân. Như vậy thì cái bài chú cũng dạy cho chúng ta tu. Như vậy thì nếu mà người nào tụng chú Đại Bi mà hiểu rõ từng lời trong câu chú mà áp dụng ra đời sống đó quý vị, năng lực gấp lên hai lần. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau cái đề tài gọi là ý nghĩa của thần chú Đại Bi A Di Đà Phật. Bữa trước mình nói lên năng lực của chú phải không? Bữa nay ý nghĩa, đây là bài dịch từ tiếng Phạn, dịch Việt ra ý nghĩa của chú Đại Bi. Và chúng ta trì tụng thì chúng ta trì tụng nguyên văn của tiếng Phạn ha quý vị. Nam mô Hắc Na Đắc Na Đá Ra Dạ Gia, đó là nguyên văn của tiếng Phạn. Còn bây giờ đây là một cái bài tạm dịch ra cái ý nghĩa để chúng ta biết được cái nghĩa, và tụng tới tụng lui, và sau khi tụng thì chúng ta biết nghĩa ở trong cái bài chú này như thế nào. Như vậy thì cái bài chú này, để khỏi mất thời giờ của chúng ta, thì chúng ta xin đọc từng đoạn để chúng ta phân tích, và những cái nào chúng ta không hiểu chúng ta sẽ mổ xẻ ra để mà áp dụng vào trong cuộc đời theo cái bài thần chú này. Thì chúng ta hóa thân vào trong cái bài thần chú thì năng lực tụng và năng lực thực hành nó sẽ lên gấp hai lần. Còn ví dụ như mình tụng còn không biết gì hết quý vị thì vẫn có năng lực, vẫn là chúng ta có nhiều cái quyền diệu xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống này thì được chuyển hóa được nội tâm của mình, từ tâm phàm phu tục tử sang tâm của thánh nhân, và từ nghiệp chướng bao nhiêu đời quý vị. Đáng lẽ là chúng ta tụng chú không á thì khoảng 10 năm thì nó hết nghiệp, nhưng mà nếu mà chúng ta biết ý nghĩa này mà áp dụng vào trong cuộc đời thì nó rút lại còn 5 năm. Mà đời sống con người quý vị ơi, nó chớp nhoáng à, không biết ngày nào. Giống như là người ta chụp trên cái lồng oxy ở trong bệnh viện quý vị, đó gắn cái mấy kẹp vô đo điện tâm độ mà nó té đây, phải không? Chớp nhoáng hồi cái là biết rồi, quý vị, gọi là đứt bóng. Nên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy đời sống của mình nó nhà là đi như điểm chớp, như là bọt bóng. Nghĩa là
cái đời sống con người ta giống hệt như một làn điện từ trên không trung á, nó chớp xuống một cái như là cái bọt mà nó trôi lên lình bình, không quý vị? Và cái bọt này nó có lâu không? Cái bong bóng mình thổi lên nó một chút xíu nó còn bể, huống chi là cái bọt của bong bóng nước. Và đời sống mình y chang như vậy á, tại vì từ trên không chư thiên và chư đại bồ tát nhìn xuống cuộc đời con người rất là ngắn ngủi, quý vị. Có một cái cô tiên nữ này, quý vị, cổ sáng cổ đi ra, cổ leo trên cây, rồi cổ hết phước làm tiên nữ, cái cổ bị đọa xuống thế gian. Cổ là vợ của vua trời đó, cổ đọa xuống thế gian. Đọa thế gian xong cổ sinh ra là một người con gái rất là đẹp, tại từ cõi trời đi xuống á. Như vậy á thì cổ mới được tiến cung vào trong cung vua làm hoàng hậu. Khi làm hoàng hậu hết một đời rồi, cái cổ toàn là làm phước, tu thập thiện không à. Cái cổ sanh lại trên cõi trời, quý vị, sanh ra đúng chỗ cây cổ leo nãy, quý vị. Thì ông vua trời á, ông hỏi là ái hậu đi đâu sáng tới giờ? Ái hậu là bệ hạ ơi, thiếp á, là hết phước ở trên cõi trời, sanh xuống thế gian, sanh hết một kiếp thế gian, do làm phước tiếp sanh ngược lên cõi trời nữa, vì trời từ sáng mới tới chiều à. Giống hệt đi đâu một chút quay về, quý vị. Nên cõi trời có chút xíu mà dưới mình đã trải qua 100 năm dài đăng đẳng rồi. Nên trong kinh nói là 50 năm của thế gian mới bằng có một ngày trên cõi trời tứ đại thiên vương thôi. Còn cõi trời đao lợi thì bằng một ngày đêm, bằng 100 năm ở thế gian. Còn cõi trời dạ ma, quý vị, bằng 200 năm. Còn trời đau sức thì bằng 400 năm, ngày đêm bằng 400 năm thế gian. Còn trời hóa lạc thì ngày đi bằng 800 năm. Còn trời tha hóa từ tại thiên thì một ngày một đêm á, bằng tới 1600 năm ở thế gian này. Là 1600 năm trải qua mười mấy hai chục kiếp rồi, lên tới cõi trời của ma vương á, là cõi trời tha hóa tự tại thiên á, ngày đêm bằng 1600 năm với mình nè, quý vị. Ngủ thức gì gây ra, ngủ thức gì là mới có đêm phải không, thì bằng 800 năm. Cái sáng tới chiều đi chơi về cái là bằng 1600 năm với thế gian. Nên dưới thế gian mình giống như một cái tia điện chớp ở trên tất cả các cõi, trên cõi trời nhìn xuống thế gian mình ngắn ngủi lắm, giống như cái bọt trôi lăn thôi. Tổ sư Minh Đăng Quang dạy là than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm, là đời sống con người mình. Nên Đại Bi Thần Chú là một bài kinh có cái ý nghĩa như thế này, quý vị. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Đà La Ni, của tâm Đại Bi vô ngại, con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng, con quy y Tam Bảo. Câu đầu tiên có nghĩa là gì? Là có nghĩa là mình là một người Phật tử thì trước hết phải quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Kính lại Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, phải không? Lên cúng dường Tam Bảo. Như vậy thì cái quy y Tam Bảo là sao á quý vị? Quy y Tam Bảo là người này thứ nhất là phải có một buổi lễ quy y Tam Bảo, có pháp danh đặt tên và thọ trì ngũ giới, đây là quy y Tam Bảo. Cái thứ hai nữa, cái người mà quy y Tam Bảo trở thành Phật tử là người biết áp dụng giáo lý của nhà Phật vào trong đời sống tu hành của mình mới thực sự là người quy y Tam Bảo, quý vị. Nên quy y Tam Bảo chúng ta không có đề cập ở đây. Và chúng ta tiếp theo á là nguyện theo Bồ Tát Quán Âm vì Ngài có đủ sức mạnh của tâm Đại Bi. Như vậy nếu chúng ta trì tụng bài chú Đại Bi á, thì nguyện theo cái hạnh nguyện của Đức Quán Thâm Bồ Tát vì Ngài có tâm Đại Bi. Tâm mà từ bi thôi quý vị thì nó còn nhỏ lắm, mà này tâm là Đại Bi. Đại là to lớn, là rộng. Và cái từ bi này, từ bi không giới hạn, là luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ mình biết mệt mỏi của cái tâm từ bi này. Như vậy thì cái tâm từ bi khác với cái tâm thương yêu chúng sanh. Tâm từ bi lớn này khác với tâm bác ái như thế nào, không quý vị? Bây giờ ví dụ như chúng ta là loài người, phải không? Chúng ta biết thương yêu con người, chúng ta biết bảo vệ mạng sống con người, chúng ta biết là luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ con người. Như vậy thì còn hạn hẹp lắm. Ở trong này cái tâm từ bi là tâm biết thương yêu từ nhân cho tới vật, quý vị. Ví dụ như tất cả các loài chúng sanh thì có hai loài chúng sanh, phải không? Một loài chúng sanh hữu tình và một loài chúng sanh vô tình. Nó có cả hai loài chúng sanh. Mà trong loài chúng sanh hữu tình á thì nó có bốn loài: loài thai sanh, loài hóa sanh, loài thấp sanh và loài noãn sanh. Đây là chúng sanh hữu tình. Như thế nào gọi là chúng sanh hữu tình?
Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có cái tình trần, biết vui, buồn, hờn, giận và biết sợ hãi khi người ta giết hại mình, tức là biết quý mạng sống của mình và biết thương, biết ghét. Bây giờ ví dụ như tất cả chúng sanh hữu tình đó quý vị, là có cái tình trần, thì cái người mẹ bao giờ cũng biết thương con hết quý vị. Đó là lòng thương yêu tha thiết. Quý vị thấy cá lồng rồng ở dưới nước không? Đi tới đầu mới sinh ra đó, cái người ta là tính bắt con, nó hả họng ra, tất cả các con chung vô họng, nó hóp lại dính lại, tới hết nguy hiểm rồi cá mẹ mới buông ra cho con cá con đi. Cái đó là chúng sanh hữu tình đó. Tình gì? Tình thương yêu con quý vị. Bây giờ mình giơ cây lên, mình tính đánh nó, thì con gà nó chạy liền phải không? Như vậy là chúng sanh hữu tình đó, là biết sợ hãi. Như vậy thì tất cả chúng sanh biết mà buồn, vui, hờn, giận, sợ hãi, biết tham sống, biết sợ chết, đó là chúng sanh hữu tình. Còn chúng sanh vô tình không biết quý vị, mình làm gì làm mà cũng chẳng cười, chẳng nói, chẳng làm gì hết trơn. Bây giờ ví dụ như cục đá đập một cái là bể nát ra, chứ nó chẳng có la làng hoặc là chẳng có sợ sệt gì hết đó quý vị. Như vậy gọi là chúng sanh vô tình. Như vậy thì các loài cây thuộc là chúng sanh hữu tình hay vô tình cũng tùy vào loài quý vị. Loài ví dụ như loài mà lượng tính, loài san hô chẳng hạn, thì nó nửa này nửa khác quý vị. Và những cái loài cây nó cũng có cái tình trần mà rất là yếu ớt hơn là cái loài hữu tình như là cái loài người hoặc là trong cái loài tứ sanh quý vị. Cây nó cũng có nhưng mà nó rất là yếu ớt nên cũng không ghép vào loài chúng sanh hữu tình. Như vậy thì lòng thương yêu là thương yêu tất cả chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình thì mới gọi là đại bi. Mà thương yêu là gì quý vị? Thương yêu là mình muốn bảo vệ những cái chúng sanh đó thì mới gọi là thương yêu. Bây giờ ví dụ như mình thương yêu loài người mà mình đem búa, đem dao, đem cưa ra chặt sạch hết tất cả cây rừng quý vị, không còn gì hết á. Như vậy cũng không thể là tâm đại bi được quý vị. Mình nói là biết thương yêu con rắn, con rùa, biết đi phóng sanh mà mình tàn phá môi trường sống của mình, tàn phá cây cối, mình xịt thuốc cho cây cối nó chết hết. Như vậy cũng không thể gọi là tâm từ bi thương yêu chúng sanh. Tại thương yêu chúng sanh là thương yêu cả chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình luôn thì mới gọi là tâm đại bi. Như vậy thì một người có tâm đại bi á, là không giới hạn trong lòng ích kỷ. Tâm đại bi luôn luôn lúc nào cũng lớn rộng ra ở phía bên ngoài. Còn không phải tâm đại bi là ích kỷ dữ lắm á quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình có một người bạn mình rất là thương yêu, cái mình nói là cái này vì lòng đại bi à, tôi mới thương yêu bạn của tôi. Như vậy cái người khác á, tới làm quen bạn của mình quý vị, mình không chịu, mình á, là đâm ra tâm ghen ghét liền. Như vậy đó không phải là tâm đại bi, lòng từ bi thương yêu quý vị, mà đó là lòng luyến ái của tình trần ích kỷ của con người ta rồi. Ví dụ như bữa trước á, chúng tôi nói là có cái chú đó đi đạo tràng quý vị, đi đạo tràng cái không biết làm sao, cái cô vợ vô mới mét với thầy, là thầy bây giờ á, là con muốn bỏ nhà cũng đi tu quá thầy. Hỏi làm gì bỏ nhà đi tu, còn con còn chồng gì chúng. Là chồng có cấp này ít ở nhà lắm, không đi đâu, không đi với cô kia, đi mất còn nữa. Giờ ở nhà khóc mấy quý vị, vô trong chùa khóc đòi bỏ nhà đi tu, bỏ con bỏ cái đi tu luôn. Như vậy thì thầy mới kêu cái chú Phật tử đó lên hỏi sao á mà tự nhiên bỏ vợ bỏ con mà đi đâu theo cô nào vậy. Ông Lâm có thể cô này tội nghiệp lắm, cổ ở dưới quê lên không có nhà không cửa chân, đi lên trên này đi học nên con mướn nhà cho đó, rồi là con sắm đồ cho nhà. Con thiệt vì lòng từ bi, con nhà Phật mà thầy cứu khổ cứu nạn người ta, để người ta dưới quê lên vậy vất vơ vất vưởng. Như vậy là cứu khổ cứu nạn người ta rồi, nghe nói là bà vợ nghe nói là tặng cho người ta đứa con gái nữa phải không. Ông là sao thầy biết? Đã biết chứ sao không biết, phải không? Có tình báo mà sao không biết được. Như vậy không quý vị, lòng từ bi thương yêu người ta, giúp đỡ người ta, nhưng mà cuối cùng cái hệ quả như vậy thì đâu phải là cái lòng thương yêu giúp đỡ đâu phải không? Đó là tánh ích kỷ của con người mình thôi. Như vậy không phải là lòng từ bi, không phải là cứu khổ cứu nạn ở đây quý vị, mà đó là cái lòng ích kỷ của con người muốn thỏa mãn cái dục vọng của cá nhân mình thôi, chứ không phải là lòng từ bi. Lòng từ bi biết thương yêu một người và biết thương yêu chúng sanh, làm biết bảo vệ người đó, và khi tất cả người khác thương yêu người đó thì mình lại vui quý vị, và người đó biết thương yêu người khác thì mình lại vui hơn. Đó là tâm đại bi. Như vậy nếu mình tụng chú này mà mình nó rèn luyện cái tâm đại bi quý vị ơi, là từ đó về sau tất cả cái tánh hờn giận ghen tương tự như mình mất hết nè. Cái người nào có lòng từ bi quý vị không có nóng giận, người lòng từ bi không bao giờ ghét ghen với người ta. Tại vì ví dụ như mình hay ganh tị mà,
ở nhà có hai chị em ha, cái người mẹ sắm cho cái đứa em của mình nhiều hơn, tự nhiên người chị thấy bực bội rồi, ganh tị. Nhưng mà nếu người chị có tu với lòng từ bi đó quý vị, thì không bao giờ cái tâm ganh tị nó xảy ra hết. Mà tâm ganh tị không xảy ra thì cái lòng sân cũng mỏng nhạt dần, lòng sân không xảy ra. Nên hàng ngày mình rèn luyện cái tâm từ bi theo Đức Quan Thâm Bồ Tát. Khi mình thức dậy á, mình nguyện: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát, xin Ngài hãy gia hộ cho con có đủ lòng từ bi, biết thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới, con đều biết thương yêu, biết bảo vệ. Và xin cho con đừng có bao giờ có tâm sát hại với tất cả loài chúng sanh. Tôi nâng niu, con nâng niu chiều chuộng tất cả loài chúng sanh, vì con tôn trọng mạng sống, tôn trọng tất cả mạng sống ở trên thế gian này. Như vậy xin Bồ Tát hãy gia hộ cho con. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là nếu mà mình thành tựu lòng đại bi, quý vị, người này sẽ thành tựu tâm nhẫn nhục, và luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ nổi sân với người khác. Mà thành tựu tâm đại bi rồi không có nổi sân thì sao? Thì cái người này không bao giờ bị đọa vào trong địa ngục. Tại vì đọa trong địa ngục là do tâm sân mà sanh khởi. Nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Có nghĩa là từ một cái niệm tâm sân khởi lên thôi đó quý vị, là bao nhiêu cửa của địa ngục mở ra liền. Nên mỗi khi mà mình buồn, mình giận, mình tức hờn ai, tâm mình nổi lên cái quý vị, cái mình biết đây là nhân của địa ngục hiện ra rồi, mình thôi, mình đang tu, mình không có xuống địa ngục, mà tu mình cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên tất cả những cái tâm gì mà sân nổi lên với người khác á, thì mình là nói là không muốn đi địa ngục, thì mình không bao giờ nổi sân với người khác. Với cái thứ hai nữa, mỗi khi mình nổi sân người khác, mình có lòng từ bi quý vị, mình nổi sân người khác thì mình phải làm sao? Mình tìm mưu, mình tính kế để mình trả thù trả đũa với người đó, phải không? Như vậy thì mình nói là người ta thì cũng như mình, có nghĩa là quán tất cả pháp giới chúng sanh. Trong kinh Đức Phật dạy, người nào lớn như cha mẹ mình thì nghĩ đó là cha mẹ mình, lớn như chị em mình thì nghĩ đó là như chị em mình, nhỏ mình thì coi như em út của mình. Nhiều đời nhiều kiếp sanh ra lộn lạo lợi với nhau, quý vị, bà con không đó. Bây giờ ở trong một cái giảng đường như thế này, mình tính đâu mình xa lạ, phải không? Ngồi chung chùa nè, biết đâu hàng ngàn kiếp toàn là anh em cha mẹ nhau sanh lộn tới lộn lui, tới giờ mới gặp mặt đó. Chứ không thôi là thôi á, là ở xa ngàn trùng muôn thở luôn rồi. Cô ba cháu gà quý vị, giết là 999 con gà, phải không? Cái cổ nằm bao, cái cổ thấy con gà nó hiện về ra, tao là ông nội mày nè, sáng mai mày giết tao là giết con thứ ngàn đó. Cổ quảng hồn quảng vía, sau này cổ mới tu hành được dẫn xuống dưới địa ngục đó quý vị. Mấy con gà nó cắn nó mổ cổ quá trời luôn, nó gặp vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát biết hỏi là trong 1000 con gà mà con giết đó là biết bao nhiêu con bà con thân tộc của con không? Như vậy là 1000 con giết đó là hết 999 con là bà con, đó là cha mẹ anh em nhiều đời nhiều kiếp mới gặp nhau. Nên đó, khi mà chúng ta có cái quan hệ huyết thống quý vị, nó còn ở trong cái biển tàng thức của mình đó, khi sanh ra gặp lại nhau à. Nên cái những người nào gặp mình đó là những bà con cha mẹ thân tộc nhiều đời nhiều kiếp đã gặp lại nhau đó. Nhưng mình gặp nhau cái mình làm khổ người ta dữ lắm quý vị. Làm khổ cái người ta giống như làm khổ cha, làm khổ mẹ, khổ anh, khổ em của mình đó. Nên khi ở trên thế gian này có nhân duyên mình mới gặp nhau, nên có gặp nhau thì đừng bao giờ làm khổ người ta. Làm khổ người ta là làm khổ những người thân của mình đó, tội lắm đó quý vị. Nên đừng làm khổ ai, nên gặp ai mình cũng ban niềm vui. Với tâm đại bi rộng lớn của Đức Quan Thâm Bồ Tát thì mình sẽ thành tựu tất cả các pháp sau này. Và cho con xin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Con người mình luôn luôn lúc nào cũng bị cái cạm bẫy, không, cũng bị cái nạn cái tai. Có những người ta ngó lơ rồi trước tất cả hoàn cảnh quý vị. Bữa trước ra ngoài đường thấy cái cô kia đi ăn xin đó quý vị, thì cái cô này ngó lơ nói xin xin mà trơ trơ mình trơ trơ không nói chứ nghe. Tâm mình như gỗ đá quý vị, mà mỗi khi đi lại chùa quý vị, trước mặt quý thầy ai xin cái móc túi quý vị, móc có bao nhiêu cho hết à, đừng cho quý thầy khen mình tu hay, khen mình tu giỏi. Nhưng mà một mình á đứng quý vị, người ta xin cái mình đứng chơ chơ không nói, chẳng không nói lời nào. Có nghĩa là mình muốn cho người ta thấy mình tu, muốn cho thấy mình ngon lành, chứ chưa bao giờ mình có cái tâm mà cứu người ta ra khỏi khó khăn tai nạn hết quý vị. Nên khi mà mình quy y với Quan Thâm Bồ Tát thì phát ra cái tâm cứu người ta khỏi tai nạn, đó là phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Phát tâm Bồ Tát là mình biết sống vì người khác, biết cứu người ta ra khỏi những khổ ách của nạn tai. Và vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là đấng toàn năng.
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát do tu hành nhiều đời nhiều kiếp nên năng lực của Ngài lớn, nên Ngài là đấng toàn năng đó quý vị. Nên mỗi khi mà tâm của ta kết hợp với tâm Ngài nên cầu gì được nấy. Nên Đức Quan Âm Bồ Tát á, cầu được cái gì á, thì được cái nấy. Nên có nhiều cái chuyện thần biến xảy ra lắm. Có cái cô này không quý vị, năm 12 tuổi thôi là cổ biết ăn chay rồi. Lên tới năm 15, 16 tuổi đó, một đêm á, cổ nằm bao thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, cho uống 5 cái viên thuốc quý vị. Cổ cầm cổ uống vô một cái. Như vậy mà cổ nhịn ăn gần một chục năm trời, không ăn miếng nào hết trơn á, mà sống hoài vẫn mập cùi cùi hoài. Bác sĩ từ bên Pháp á, đi qua khám luôn quý vị, mà vẫn bó tay không hiểu. Người ta kết luận cổ là bị một cái chứng bệnh nào đó của cơ thể mà tạm thời mình chưa có tìm ra được cái chứng bệnh đó. Là bệnh gì không ăn, bệnh này cũng ngon, đỡ tốn. Chứ bây giờ quý vị ơi, thấy tuổi cổ 15, 16 tuổi mình thấy ăn lần 2, 3 tô nè, còn cốc nè, ổi nè, xôi nè, mận nè, hàng ngày quý vị ơi, ăn hàng sành sạch sạch đó quý vị. Thấy không, như vậy á, thì nhưng mà cổ không ăn uống gì trên mà sống gần một chục năm. Rồi sau này cổ mới ăn lợi, cũng ăn rất là ít. Như vậy á, thì cổ ra Đấng Quan Thế Âm Bồ Tát là đấng toàn năng, Ngài có thể giúp may theo sở cầu sở nguyện của người đó quý vị. Nhưng mà với cái tâm sao, với tâm chân thành tha thiết, chứ không phải mình ghéo Quan Thế Âm Bồ Tát ơi giúp con đang thua đề quá, coi chừng ngày mai đánh thua tiếp nha. Chứ bây giờ mình lên trên bàn thờ Phật, mình lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tụng chú Đại Bi: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, cứu con vì con thua đề quá, nhưng con không có sinh số, xin cho con thoát khỏi cảnh này. Tự nhiên có người giúp đỡ, tự nhiên hoàn cảnh mình thoát ra. Chứ đừng nói lên tới Quan Thế Âm Bồ Tát xin cho con một chữ đi. Bữa trước đó quý vị, ở lại chùa thì có cô Phật tử này, nó đi tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở ngoài trời lộ thiên á, cổ quỳ xuống cổ lại đã tăng cái cổ nắm này, cổ vuốt lên, cổ vuốt chân nắm này, vuốt người ta, vuốt chân, vuốt hết xong cái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi mẹ hiền cứu độ, xin cho con chữ. Cái quý thầy đang quét chấp tác mà hoa quét vòng, cái nghe nói một chữ không biết cái gì, là cô xin là chữ, là chữ gì cô không biết chữ, xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy chữ cho cô cái gì. Là không có, xin một chữ. Hỏi xin chữ là gì? Là xin con số đề. Xin con số đề kêu còn xin chữ, tiếng lóng mình đâu biết đâu. Nên mai mốt mà ai dám mà chữ coi chừng là dính vô nha. Xin con số mà nói xin chữ A, chữ B, chữ C phải không? Còn xin số nói xin số đi. Nhầm khi Quan Thế Âm Bồ Tát nghe nói xin chữ cái cho chữ U tự tu chết luôn à, phải không? Không quý vị, xin số nói số đại đi, chữ ở đây nữa. Nhầm khi Quan Âm bỏ xuống hai chữ tờ U xuống một cái một luôn là nói cũng tốt chứ đâu có sao đâu quý vị, phải không? Như vậy thì con xin trì tụng thần chú của Ngài, thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích, thần chú rất là thù thắng vì nó làm ác ma không thể tới gần, thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi. Ai tụng thần chú làm cho ác ma không thể xâm hại quý vị. Bữa trước có chú này, cậu đi đốn ở ngoài rừng tràm á quý vị. Chú kể lại tôi không biết là có thiệt hay không thì không biết. Chú kể lại ở rừng tràm, ban đêm của chú ra chú đi đốn tràm á, có cái ghe, có mình nè, cái nằm ở ngoài sau cái mui ghe quý vị, nằm sau có mui ghe, cái ngoài trước nghe lục chén lục đũa nghe rỗng, chú hí mở mắt ra không thấy gì chứ, mà nằm xuống lục nghe rỗng quý vị. Cái chú ngồi gì, tao không có sợ ma nha, nếu mà có thiệt gan á thì cho nhìn thấy mới tin, chứ bình thường á không nhìn thấy không tin, cũng nín thin không nói gì. Nằm xuống nghe rỗng quý vị ơi, cũng ngồi gì mở mắt ra thấy nguyên một hình dáng ngồi ngoài chiếc cửa kia mũi thuyền á, nhìn ông cười nghe quý vị. Ông xỉu xuống cái một hết biết trời chăng chân, mấy ông đi chung á là hay tới thấy ông nằm xỉu bắt gió tính đâu trúng gió về tởn luôn. Mấy bữa sau là không dám đi luôn, cái do nghèo quá không phải đi làm quý vị. Lần này đi rồi đầu á cái được cái vị thầy kêu là thôi bây giờ là tụng chú Đại Bi đi, ông cứ thuộc thần chú Đại Bi, ông cứ tụng đi, ông cứ vô chỗ nào mà thần chú Đại Bi trong câu này nè quý vị, là thuộc tụng thần chú Đại Bi làm cho ác ma không thể tới gần chứ đừng nói xâm hại.
Tại khi mình mỗi khi tụng thần chú đại bi có long thần hộ pháp che chở quý vị, mai mốt có đi ngang mấy cái nghĩa địa rồi đó, cứ là tụng chú đại bi nam mô hắc na đắc na đa ra dạ gia rồi cái là đi tỉnh bơ không thấy gì chứ quý vị. Dầu cho thấy cũng như không thấy, thấy cái quý vị nhắm mắt lại đi. Có cái chú kia quý vị ngang cái làng đó, nó là ma nhát dữ lắm á. Cái người ta dạy ông nhìn nó làm chi, nhìn mới thấy chứ không nhìn thì làm sao thấy, làm sao nhát. Nó nhát thường thường á là nó hiện ra phải không, như vậy thì mình đừng có nhìn. Cả ông đi ngang ông nghe vậy ông đừng không nhìn, không nhìn sao thấy đường đi quý vị. Ông giơ tay đừng để, ông che mặt lại mà hở tay kiểu này là không nhìn đi quý vị. Đấy ông đó cũng làm phương pháp đó. Như vậy thì chú này mới tụng chú đại bi quý vị, đi vô đốn, đi đốn tới đâu phải re tới đó, đi về luôn thấy vậy trơn á quý vị. Ông linh lắm mấy ông ơi, bây giờ mà lỡ mà có ma nó nhát rồi gắn tụng chú đại bi lên cái là linh lắm. Tại ông tin rồi mà, lần trước qua bị cứu rồi, chuyến này đi về tụng chú đại bi vô là không có ai nhát hết trơn quý vị. Cái người ta hỏi là chuyến này ông đi với ai, là tôi đi với thằng con tôi. Bây giờ bắt con đi theo rồi quý vị, nên không biết là có hai người nó không nhát hay là do tụng chú đại bi không là nó không nhát. Nhưng thực tế là chứng này cũng an ổn đi về luôn. Nên cái này á, ác ma không phải là ma bình thường ở ngoài đâu quý vị. Cái này là mình nói đó, là để mình nói đó gọi là tử ma thôi. Nên trong nhà Phật ác ma là những cái loài ma nó muốn phá hoại cái người tu hành mới gọi là ác ma. Người tu hành phải người làm thiện không? Người làm thiện vậy là ác ma là những người phá người tu hành. Cái người làm thiện mà phá thiện tức là người ác đó quý vị. Nên có cô Phật tử, thầy con tu muốn tu lắm mà ma quỷ nó cứ ám, nó cứ phá con hoài này. Là cha, nhà cô ở đâu? Là tại nhà con luôn, ma quỷ nó phá hoài, ám hoài à. Cái là trời ơi, nhà cô mua nhà mà không có điều tra lý lịch hay gì hả? Có là ngôi nhà ma hay gì? Là không phải, nó hiện hình hay là gì? Không phải, hỏi sao vậy? Trời ơi, con á, thì con á là mê bài. Mà con nghĩ lâu rồi, bỏ lâu rồi. Mà tối ngày nó cứ bày xong bài ra trước mặt không à. Chịu không nổi. Muốn bỏ nhà đi không? Bỏ nhà đi ra vào quán cà phê á, thì gặp sòng tứ sắc ở ngoài đó. Chạy qua cái chỗ khác thì gặp số đề. Mà toàn là thứ mình khoái không à. Nên nó tu mà ma nó cứ ám hoài, tu không được thầy ơi. Bỏ tới bỏ lui, bỏ xuôi bỏ ngược mà ma nó cứ ám hoài. Là rồi ma này ám tu không được, phải rồi thôi đi chùa tu ngày. Bắt quan trai ở Hoằng Pháp gì mở 7 ngày Phật thất đi cái một là đâu có dướng ba cái ma đó. Lên bằng Hoằng Pháp mà kiếm một bộ bài từ sáng đến chiều kiếm không ra. Không có gì, vô đó mua mà bộ mấy triệu mua không có. Phải không, còn ở đây quý vị mấy ngàn phải mua một bộ, mấy ngàn mua một bộ rồi phải không. Nên ác ma là những cái thành phần mà phá những người tu hành. Mình muốn tu tự nhiên nó phá cho mình đam mê này đam mê cái nọ quý vị. Mình này hát khoái karaoke, mới vừa lên tụng kinh là nghe bên bắt lên karaoke mà hát cái bài mà Võ Đông Sơ Bạch Thu Hòa mình thích nó chứ quý vị, làm rung động tâm hồn hết trơn á. Mình mà mình mê phim mà khoái phim Tây Du Ký mà ngay chân cái là tập mà Bạch Cốt Tinh nữa chứ, tập đó tập nghiệt nữa chứ, mới vừa đem thần chú ra tụng, mới vừa Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, cái bên kia là tì 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 rồi sư phụ ngộ không quý vị ơi, hết biết đường rờ luôn. Lúc đó vô quý vị ơi, thấy là đọc kinh. Còn có những người đó quý vị thì nó cũng nghiệt lắm, lên tụng 6:30 cho nó sớm sớm mà tụng tới tiếng đồng hồ nó 7 giờ chiếu phim tụng á, lần 10 biến quý vị mới có 5 biến à. Ở bên đây á là phim vừa nổi lên này, sư phụ ngộ không, bình thường á Nam Mô Hắc Na Đất Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia. Tụng nghe nó mùi nó mẫn nha quý vị. Ở bển mà phim vừa bắt lên đó, Nam Mô Hắc Na Đất Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Gia. Đó rồi ma nó phá rồi, nó phá đồng nó giống hệt như là nó lấy cái cây mà đâm ở sau lưng mà nó đâm nó thúc tới không à, đâm nó thúc tới không à. Tụng vậy á quý vị, tụng kiểu tụng làm biến á,
tùng thúc lên đâu có được phát huy thần chú quy lực chứ. Chư thiên ở trên đang phóng quang nhiếp hộ nè, là cha kiến cắn ngoài sau lưng cắn tới hay gì mà sao mà độc thúc như vậy, độc kiểu này như là ngựa chạy chứ không không quý vị. Rồi đâu có tập trung tinh thần chú ý đâu, chư thiên muốn phóng quang nhiếp hộ nhưng mà tâm của mình lúc đó đâu, tâm đâu nghĩ tới Phật, tâm đâu là nhiếp tâm nghĩ tới Bồ Tát đâu mà được Bồ Tát gia hộ quý vị. Như vậy thì ác ma nó tới gần. Như vậy là ác ma là những cái thử thách ở trong cuộc đời mình, thử thách người tu mình gọi là ác ma quý vị. Mình có bốn loài là ác ma. Cái thứ nhất là thiên ma, cái thứ hai nữa là phiền não ma, cái thứ ba là ngũ ấm ma, cái thứ tư nữa mới là tử ma, là ma chết đó quý vị, là những người chết mà về nhát nó gọi là tử ma. Lần này không sợ đâu, nó cười mình cười lại nó chạy à. Vậy không ai đụng tới ai chứ á quý vị, nhưng mà đụng tới thiên ma là dữ dội lắm nha. Rồi nhưng mà không phiền mà não ma nó mới ghê, ai chọc cái giận, ai chọc cái buồn, thấy không quý vị, ai khen cái vui, ai nói cái nhớ bụng nhớ hoài như vậy đó gọi là phiền não ma quý vị. Giận dâu giận hoài không bao giờ hết, giận chồng giận hoài không bao giờ hết. Có cô Phật tử này đi lên chùa, Nam Mô Di Đà Phật, con xin sám hối với thầy, là chưa bao giờ thấy ai sám hối với thầy, toàn là lên bàn thờ Phật sám hối với Phật, lên trển sám hối là, nhưng mà con thích sám hối với thầy. Hỏi thích sám hối thầy là thích sám hối hay sao? Là thầy con sám hối thầy, đừng thầy chỉ con một chiêu. Là cha này có phim Hồng Kông lắm sao mà chỉ chiêu gì đây, thầy đâu biết võ kiếm hiệp đâu mà chỉ chiêu. Là không biết làm sao thầy, con bây giờ con tu dữ lắm rồi, con tu gọi là tu rốt ráo lắm rồi, nhưng mà có một cái con làm không được, xin thầy chỉ con một chiêu để là con chiến thắng cái này. Hỏi cô bị cái gì? Là không biết làm sao thầy, con tu là theo hạnh Quan Âm tụng chú Đại Bi rồi, tha thứ khoan dung độ lượng cho ai cũng tha thứ cho độ lượng được, chứ con nhìn thấy cái mặt chồng con thấy ghét sao đâu, không bao giờ tha thứ được, dứt phát không bao giờ tha thứ. Ý hỏi làm sao vậy, chồng mình không tha thứ được, trời ơi con ghét con thứ một cái gì con không chấp nhận, chứ con chỉ tổ ghét cái là có vợ bé thôi à, nhưng mà ngặt ổng cái hai ba cô vậy làm ghét cái chỗ một vậy đó, mà ông vô chân nó dính cái chân chỗ đó, hồi nhỏ tới lớn cha mẹ mới sanh ra ghét bao nhiêu đó đó, tại vì ông già ông ba có vợ bé bỏ bà mẹ nên nhỏ lớn lên bơ vơ coi cút mà quý vị, nên ghét nhiêu đó, gặp tới dương chồng y chang vậy, gọi là ghét của nào trời trao của nấy, nên ông làm khổ con nhỏ tới lớn biết nhiêu thầy ơi. Tới giờ con biết tu mới nhẹ nhàng, chứ không biết tu cái này có điều là chết luôn rồi. Nên bây giờ nhìn mặt ông cái không có ưa chút nào chứ. Hồi 18 tuổi ông dụ có một tiếng một bỏ nhà đi theo, ông luôn thương đâu sao đâu á. Tới giờ nhìn mặt sao thấy ghét. Rồi dính nữa thấy không. Bây giờ tha thứ khoan dung độ lượng được, đó là phiền não vì làm cho tâm mình luôn luôn lúc nào cũng phiền não, cũng buồn, hờn, giận, sân si. Ở trong lòng chừng đó ma nó dữ lắm á. Nó ở trong lòng mình hoài nó không ra được quý vị. Nhưng mà nếu mà tụng chú Quan Tâm Bồ Tát, tụng chú Đại Bi thời gian quý vị, tự nhiên tha cho người ta được, tha nào không hay. Tha nào không hay quý vị, gặp chồng mình sao thấy thương. Tại mình Quan Bồ Tát mà, sao thấy ổng mà nhậu rượu xỉn rượu về á quý vị ơi. Là đi bê bết nhậu mới có mấy năm mà thân tàn ma dại, thế nào trước sau cũng bị sơ gan à. Nếu mình thương phải không, thương một chúng sanh không biết tu hành đi quậy không à, rồi tới chết thì nó ra sao, tới tàn đời ra sao, rồi qua thế giới bên kia nó ra sao. Mình thấy cái nhân quả trước mắt, người không có tu, không thi công lập đức, không làm lành lánh dữ, không có cúng dường bố thí quý vị, đi ra trắng tay, nếu có nhà cũng để lại cho người khác, có vàng bạc có tiền cũng để lại cho người khác, mình ra đi con đường đơn độc, ra đi con mình mà không gì mang theo hết trơn quý vị, không có gì là hành trang, không có gì là tư lương để mang theo cho mình hết á. Người ta thì người ta có là cúng dường 100.000 nè, có cho gạo 200 kg nè, phóng sanh 5-7 con chim á, xe sẻ đó cũng được. Đằng này mình không có gì hết trơn rồi, lấy đâu mà đem ra đi đó quý vị. Lúc đó là đâu có tòa sen mà xuống rước chớp hào quang đâu, mà chỉa ba chỉa đem xuống ngọn lửa phừng. Lúc đó than trời trách đất với ai. Nên mình thương quý vị, tự nhiên cái nhìn ổng cái hết ghét à, thấy thương liền. Lúc đó là Quan Tâm Bồ Tát xuất hiện ở trong tâm mình do tụng thần chú rồi đó quý vị. Lúc này biết thương yêu chúng sanh rồi phải không. Từ từ thôi lại khuyên anh ấy, anh nhậu nhiều ấy anh,
giết này nó bể gan bể thận hết anh, bỏ rượu đi chùa với em đi anh, thấy không? Nghe nó ngọt như là đường cát, mát như đường phèn, không biết nói được không biết nữa. Nên thôi nếu mà nói không được thì kiếm cái đĩa ma men nhập xác về cho ông coi. Tự nhiên cái chuyển quá liền, bồ đề tâm liền à quý vị. Nên trong đạo tràng mình hình như là cũng có đôi vợ chồng vậy đó. Ông chồng nhậu rượu xỉn, đạo tràng chùa mình không phải chùa ai, xỉn dữ dội lắm quý vị. Bây giờ nhờ tụng thần chú giờ quay về con đường này, nên cái bà bán rượu mới ghét lắm. Ở ngoài đầu hẻm á, một tháng chị trả chừng 300 tiền rượu vậy. Từ ngày tụng thần chú tới giờ không mua lít nào, chứ mới nhìn chứ không ưa. À, tôi bán đóng 300 tiền rượu bây giờ bỏ chân này không quý vị, nên đâu mua rượu nó nữa. Như vậy thì là ác ma phải xa rời. Nếu ai bị phiền não, ai là bị gia đình mình có nhiều cái vấn đề mình giải quyết không được, tụng thần chú này mình hồi hướng quý vị. Và hồi hướng có cái cô này ở miền Tây á. Như vậy thì cổ bán một cái quán quý vị, bán gì đó là đang ngon ngon lành lành, làm ăn sụp xuống. Vì thì cổ phát tâm là tụng 12.000 biến chú đại bi quý vị. Như vậy là cổ tụng mấy năm trời, 12.000 biến đâu phải ít đâu, mà cổ là quyết tâm tụng, quyết tâm tụng. Bây giờ là cổ bán lại như xưa, phục hồi lại như xưa, từ 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 nó chuyển quá cái công đức mình thành tựu rồi đó, nó chuyển quá tất cả các nghiệp duyên của mình. Nên ai mà bị cái này bị cái nọ quý vị, nên cố gắng mình trì tụng, mình chuyển tâm, mình hồi hướng lại, thì từ từ nó sẽ hóa giải được những cái đó, và có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi. Thế giới sanh tử luân hồi là thế giới của bất tịnh đó quý vị. Bất tịnh là sao? Tất nhiên là thân khẩu ý mình không trong sạch. Như vậy là thế giới của thanh tử luân hồi. Nhưng mà tụng thần chú đại bi này một thời gian, tự nhiên thân khẩu ý mình thanh tịnh. Ví dụ như khẩu mình không thanh tịnh là sao quý vị? Hay nhiều chuyện lắm, chọt đầu này chọt đầu nọ, nói tới nói lui, dính cái tội thứ tư. Ai biết trong ngũ giới tám cấm tội thứ tư là tội gì? Tội giọng ngữ, phải không? Như vậy tụng thần chú một thời gian, tự nhiên mình nói thiệt không mà quý vị, nó dốc nó không được. Mở miệng ra nói dốc nó không được. Nên ai tụng thử một thời gian, từ từ miệng mình nói ra những lời ái ngữ làm cho người ta thương không à. Nên có thể là tịnh quá thế giới sanh tử luân hồi. Nhưng mà sanh tử luân hồi, lý do sao sanh tử luân hồi? Lý do mình bất tịnh thân khẩu ý đó quý vị. Mình nói chuyện ra, mình đi đứng nằm ngồi ở ngoài tướng của mình và suy nghĩ của mình là toàn là những điều làm cho người khác đau khổ. Bây giờ tự nhiên mình tụng chú đại bi này thời gian, phát tâm Bồ Tát cứu độ cứu giúp ba vô lượng chúng sanh, từ từ cái mình hết làm đau khổ người khác, như là tịnh quá thế giới sanh tử luân hồi. Hãy tụng thần chú như sau: cuối sinh đấng sáng chói, đấng có trí tuệ sáng chói, đấng siêu thoát thế gian, bậc sư tử vương, bậc Bồ Tát vĩ đại. Quý vị biết ra là sư tử vương không? Sư tử là loài chúa tể của sơn lâm, là loài sư tử. Tất cả các loài là gặp sư tử cái là sợ lắm á quý vị. Chỉ cần cái lông con sư tử thôi, các loài khác cũng rung giò rung cẳng luôn, biết cái xương cọp á quý vị. Thấy cái con chó lợi mà nó chỉ cần ngửi xương cọp nó sụm xuống đi không nổi. Quý vị thấy không? Mà sư tử nó còn dữ dằn hơn con cọp nữa. Nên trong nhà Phật gọi là tiếng của sư, tiếng gầm của sư tử là gọi là tiếng sư tử hống. Là tiếng gầm sư tử nói lên là người đánh trống pháp, nói pháp chân chánh của nhà Phật, giống hệt như là tiếng gầm của sư tử, là chúa tể của muôn loài. Ý nói là tiếng pháp là cao quý nhất ở trong tam giới. Nên quý vị nào mà ấn tống kinh sách băng đĩa là sư tử hống, nghĩa là ấn tống băng sách kinh đĩa nên có cái phước để thống nhiếp tất cả các cái phước khác. Như vậy là phước báo nhiều nhất. Đem ấn tống con đĩa thôi quý vị ơi, mà người ta nghe cái ta chuyển hóa bồ đề tâm. Bữa trước có cái cô Phật tử này, có một con nó ngang tàn ngang ngạnh lắm quý vị, không tin gì chứ, đi chùa cũng không đi nữa, làm gì không đi, kêu gì không đi nữa. Cái lấy một cái đĩa chữ hiếu về, cái người bạn là để đem về cho nó coi. 3 tháng nó không coi nữa quý vị. Cái bà mẹ nó thôi con coi cái đĩa này cái đi con, coi đĩa này cái đi con, thấy cái cũng nhiều điều hay lắm. Cái cổ để đại đó nó không coi. Sao mà bữa đó cổ đi ở nhà nó bắt nó coi cái gì? Hồi nào giờ nó không biết thôi. Giờ nó bắt nó coi cái đĩa chữ hiếu, cái nó thấy được cái công lao ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ to lớn tới ngỡ nào quý vị. Tự nhiên dễ đổ tánh ngang luôn à. Nó không còn quậy quạng chứ đi học lại bình thường luôn á quý vị. Nên mấy cổ mới nói là chỉ nhờ có một cái đĩa thôi
mà con của cổ mới từ cải tà quy chánh, từ một cái người quậy quạng nổi loạn tùm lum hết, mà bây giờ trở thành một đứa ngoan hiền. Vậy cái phước này do ai? Phước do người ẩn tống đẻ đó quý vị. Biết cái đối tượng nào sao mình ẩn tống để cho người ta thoát khỏi những cảnh đó quý vị. Nói thiệt, tiền muôn bạc dạng làm không được, mà mình nhờ có một cái nói đúng cái bệnh tâm lý của người đó, cái từ nó tự chuyển quá là cải tà quy chánh, thì cái gia đình đó từ địa ngục mà trở là thành thiên đàng, phải không? Phước mình đó quý vị, có một đĩa mà còn gì huống gì mà ấn tống cả ngàn đĩa luôn. Thấy đĩa này, nhưng mà đĩa gì? Đĩa những cái đĩa mà đem lại lợi ích cho người ta, mình phải coi trước, phải coi nội dung trong nói về cái gì thì mình biết cái chỗ nào cần á quý vị. Tự nhiên á, đĩa ta đang nói dạng nít không ấn tống cho bà già coi đâu được, phải không? Nhưng mà đĩa là ta đang nói về chú Đại Bi, cái mình đem cái đĩa khác nói vô không được nữa. Tùy vào cái tâm của người đó và tùy vào hoàn cảnh lứa tuổi người đó mình đem ấn tống làm sao cho nó chính xác gì đó, thì mình trở thành bậc sư tử vương quý vị. Qua kiếp sau sanh ra chỗ nào cũng nắm quyền lực người ta hết trơn á, chỗ nào người ta cũng sợ mình hết trơn á. Sợ đây không phải là mình dữ quá mình chữ lộn người ta sợ, mà sợ này sợ vì cái oai đức của mình á, nhờ ấn tống kinh sách băng đĩa trở thành đó là oai đức. Kiếp sau nói chuyện ra một cái quý vị là như sư tử hống. Bây giờ mình nói lên khào 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 á, chứ sao mình nói giọng trong vắt như là tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng hay là Minh Dương Minh Cảnh hát vậy, không có gì. Nghe nó dịu dàng sâu lắng như Mỹ Linh mà hát bài Hồ Trên Núi của Phó Đức Phương, nghe hay lắm. Bậc Bồ Tát vĩ đại, xin Ngài hãy ức niệm chân ngôn. Quý vị biết ức niệm chân ngôn không? Ức niệm chân ngôn là gì? Chân là chân chánh quý vị, ngôn là cái từ ngữ, là lời nói của mình á. Ức niệm chân ngôn là chân chánh này, cái sự chân chánh là nó phát ra từ trong ý nghĩ của mình, mới phát ra từ trong lời nói chứ không phải thuộc lòng mình nói đâu quý vị. Nói ra từ trong thâm cảm, từ trong biển tàng thức của mình nói ra những điều chân chánh, tất nhiên là mình đã sám hối tội căn mình rồi, nên tội căn mình nó đã lọc trong sạch ra rồi, nên nó có cái ức niệm chân ngôn này. Nên tụng chú Đại Bi trước phải sám hối. Nếu mình sám hối sạch các cái tội lỗi từ đời kiếp trước tới giờ, tụng chú Đại Bi phát huy công lực mạnh hơn. Ví dụ trước khi mình vào trì một cái Đại Bi quý vị, mình chắp tay niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin mười phương chư Phật gia hộ cho con và chứng minh cho lời thành tâm sám hối của con. Con xin sám hối những tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Tội con tự con gây tạo, hay bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối hết. Con sám hối tất cả lỗi lầm này, từ đây con không bao giờ làm chuyện đó. Con xin tụng thần chú của Đại Bi, xin Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát gia hộ cho con, xin Ngài thần lực Đại Bi gia hộ cho con, xin Đức Quán Tham Bồ Tát Ma Tát gia hộ cho con được sạch tất cả gốc tội lỗi trong tâm của con. Nguyện tụng thần chú này phát huy mãnh liệt lên liền quý vị. Tung xong rồi mình hồi hướng cho ai, được gì được nó liền. Trời ơi, ông chồng ông nhậu rượu xỉn quá mà hồi hướng sao cho ông bỏ rượu, cầm ly rượu lên khóc không à quý vị, uống nổi. Tại tụng thần chú, chủng chú vô rồi uống nổi. Mình hồi hướng cho rồi tự nhiên ông nhìn rượu không thèm uống nữa, không khoái nữa. Là bà ơi, mai mốt dẫn tôi đi chùa luôn quý vị. Nên thần chú phát huy từ quy lực của nội tâm của mình. Như vậy ức niệm chân nhung thì trì tụng chân ngôn làm cho chân ngôn linh nghiệm đấng tối thắng. Hỡi đấng tối thắng, xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm đấng đại tự tại. Đấng đại tự tại, quý vị thấy là mình có tự tại không? Tự tại có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh tâm của mình không dao động trước hoàn cảnh, gọi là tự tại quý vị. Mình không có tự tại đâu, mình nhìn thấy người ta cái là thấy mặt thấy ghét rồi, thấy người ta cái là thấy mặt thấy thương, mình không có tự tại đâu. Tâm lúc nào cũng bồn chồn lo lắng suy nghĩ này nọ, nhưng mà tâm của đấng đại tự tại, tụng thần chú rồi tập cái tâm tự tại quý vị. Tâm tự tại là sao? Quán xét các pháp ở trong thế gian này nó là không có gì mà để làm cho chúng ta run sợ hết đó quý vị. Các pháp thế gian này thành trụ dị diệt, rồi sanh lão bệnh tử, có đó rồi mất đó, không có cái gì làm chúng ta phải run sợ. Thân này cũng là thân giả thôi. Nên Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, tức là Bồ Tát Di Lạc đó quý vị, quải một cái gánh như thế này và một cái túi vải đi, nói cái câu quý vị, nói hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ đấy quý vị.
không có gì sợ đấy hết á. Hà tất phải kinh tâm thôi, đời sống con người còn giả mà lại gì sợ, phải không? Nên các vị tổ mới nói là tâm bình thường là đạo. Cái người nào có tâm bình thường, người đó có cái tự tại trong tâm. Vì tâm thế nào gọi là tâm bình thường á quý vị? Bây giờ ví dụ tâm mất bình thường nè, bây giờ á người ta chửi mình, cái mình giận tâm mất bình thường đó quý vị. Còn người ta chửi mình không giận mới là bình thường. Hỏi tại sao? Tại vì bây giờ mình mới quán. Hỏi tại sao người ta chửi mình? Tại vì á, là mình á, làm ác á. Tại vì á, ta chửi mình là tại vì mình làm khổ người ta. Vì gì mình làm khổ người ta, ta chửi mình là bình thường hay mất bình thường? Làm khổ người ta, ta phải chửi là chuyện bình thường, phải không? Như vậy làm khổ người ta, ta chửi là bình thường, có ở đâu phải giận quý vị. Bây giờ ví dụ nha, người ta chê mình sao già rồi mà xấu hơn hỏi gái. Bây giờ ví dụ gì cái mình giận người ta chê mình giận quý vị. Như vậy á, thì người ta chê mình giận là mất bình thường. Còn người ta chê mình không giận mới là bình thường. Tại sao bình thường? Vậy già thì phải xấu chứ làm sao. Mà xấu bị người ta chê là chuyện bình thường, nên không gì để giận chứ quý vị, phải không? Bây giờ nè, ví dụ như người ta khen mình thông minh quá, cái tâm mình nó ngã mạng lên mất bình thường đó. Ta khen mình thông minh quá, mình là bình thường thôi. Đi tụng kinh nhiều thông minh là chuyện bình thường, có ở đâu mà khen, phải không quý vị? Ai cũng nói vậy chứ, ai cũng nói thông minh chứ, nào giờ vậy bình thường à. Nên tâm mình không ngã mạng vậy đây chứ. Ta khen mình đẹp, lại Phật riết đẹp chứ sao, bình thường. Đẹp người ta khen là chuyện bình thường, phải không? Chừng nào xấu người ta khen mới là chuyện lạ. Còn người ta đẹp người ta khen là chuyện bình thường, nên mình không có hãnh diện gì ai đây chứ quý vị. Khen đẹp quá ta, bình thường, ai cũng nói vậy chứ, phải không? Như vậy thì người ta khen đẹp là chuyện bình thường, ta chê xấu là chuyện bình thường. Có nghĩa là thị phi là bình thường. Ai bình thường được là tự tại. Mà tự tại này người ta gọi là đạo, đạt được đạo đó quý vị. Tâm bình thường là đạo mà. Mà đạo này nè là đắc đạo đó, chứ không phải bình thường đâu quý vị. Như vậy thì mỗi khi ai làm cho mình nổi sân á là mất bình thường rồi đó. Tại sao ta làm nổi sân? Ta làm nghịch ý mình nổi sân, phải không quý vị? Ta làm nghịch ý mình nổi sân à. Nhưng mà ai cũng có cái bản ngã, ai cũng muốn mình đúng hết trơn á quý vị, ai cũng muốn mình làm quyền hết trơn. Nên mình đưa ra con đường A, ta dứt phát phản đối, ta đưa lại con đường B. Tại vì mình á muốn ngược người ta, còn người ta cũng phải muốn ngược lại với mình, đúng không? Tâm lý mỗi người mà ai cũng muốn mình số 1 hết á. Nên người số 1 đưa lên tất cả mọi người xung quanh phục tùng. Thì người kia cũng tâm lý y như mình nè, cũng muốn số 1. Nên mình đưa ra hướng này, ta muốn đưa ngược lại để chứng tỏ ta số 1 quý vị. Nên mỗi khi ta ngược lại ý mình á quý vị, thì mình nổi sân. Mình biết rồi, ai cũng có bản ngã chứ á. Nên người ta ngược lại mình là chuyện bình thường, chứ ta xui theo mình không mới là chuyện lạ nha. Bây giờ ta ngược lại mình là chuyện bình thường. Nên mình nói rằng lời ta bắt bẻ liền. Bắt bẻ là chuyện bình thường. Tại vì bắt bẻ mình ta mới có uy tín. Tại vì mình giỏi ta mới bắt bẻ. Chứ mình dở nói ra chả ai để ý quý vị. Còn mình giỏi một cái thôi, ai người này người kia tranh, nói hở một lời chứ thôi bẻ. Như vậy giỏi quá rồi, nên nói rằng lời người ta bẻ là chuyện bình thường. Ai kêu mình giỏi làm chi, để người ta bắt bẻ, ngồi ngẫm nghĩ cũng cười thôi à quý vị. Thấy không, đó là chuyện rất là bình thường. Mà tâm mình bình thường là an lạc, là tự tại quý vị. Như vậy thì Đấng Bồ Tát mới nói là Đấng Đại Tự Tại. Mình là tự tại là bình thường, phải không? Còn Bồ Tát là Đại Tự Tại. Sống đánh rầm rầm búa văn tứ phía, Bồ Tát cười à quý vị. Có nghĩa là trước bão tố phong ba cuộc đời là chuyện bình thường. Bây giờ ví dụ nè, có cái ông chồng đi nhậu rượu xỉn liên miên be bét, đi khám bác sĩ nói bị bệnh xơ gan. Trời ơi, mình tá quả lên nghe, chồng mình bệnh xơ gan tá quả. Lúc đó chưa tụng chú Đại Bi, trong chú Đại Bi dạy rồi nó phải tự tại. Như vậy nghe chồng bệnh gan cái mình là bình thường, có ở đâu. Hỏi sao bình thường? Vậy chứ quý vị ơi, sáng rượu trưa rượu chiều rượu toàn rượu cồn không, mà không bệnh gan mới là lạ đó. Bệnh gan là bình thường. Quý vị, bây giờ ví dụ nha, cái cô này nói trời cô kia đánh số cái cầm nhà luôn, động trời luôn mà. Mình cười nghe, tự tại, bình thường. Thua đề cầm nhà là chuyện bình thường, người ta còn bán nhà nữa kia, còn cầm nhà là cái gì? Quý vị, nên nó bình thường phải không? Như vậy à, nghe nói cho nó bình thường thôi, có đâu tự tại à. Phải không? Như vậy thì bây giờ ví dụ như vô hội đi. Vô hội năm bảy chân đấy, trời ơi, cái cô chủ hội chúng hội giật hết vậy.
bình thường, sống trên sống dưới vực thiếu gì đâu phải chỗ này đâu. Thần thông đại tự tại, xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại, đấng không ô nhiễm, xa rời trần cấu. Đây mới là quan trọng nào quý vị. Đức Quan Tâm Bồ Tát dạy mình trong chú Đại Bi á, là đấng không ô nhiễm, xa rời trần cấu. Không ô nhiễm, vậy ô nhiễm là gì? Bây giờ ví dụ như nước đang trong vắt vậy đó, thảy xuống một cái, quý vị ơi, cái bọc thảy xuống cái ăn cái gì cũng thảy xuống, với rác rến gì cũng thảy xuống sông, chứ người sông nó đen xì lên rồi, ô nhiễm phải không? Vậy thì ô nhiễm là vẫn đục, mà ô nhiễm tất nhiên là làm cho nước nó không xài được, ô nhiễm làm cho nước nó bị ô uế, không quý vị? Như vậy thì đấng không ô nhiễm này không phải là nước quý vị, mà đấng này là không có tâm ô nhiễm. Bây giờ thấy bài mê bài cái là nhiễm bài phải không quý vị? Thấy cờ mê cờ, nhiễm cờ. Thấy rượu mê rượu, nhiễm rượu. Thấy karaoke, quán karaoke, nhiễm karaoke. Thấy chơi game online, nhảy vô chơi, nhiễm game online quý vị. Nhiễm có nghĩa là thâm nhập vô đây nè. Sáng nhớ nó, chiều nhớ nó, trưa nhớ nó quý vị. Hết nhớ cha mẹ rồi, mà giờ toàn là nhớ game không à. Nên dám trốn cha mẹ, bỏ nhà đi chơi game, lấy tiền đóng học phí đi chơi game quý vị thấy không? Vì gọi là nhiễm game rồi. Mà nhiễm nó đen thui à, nó trắng thì nó thấy người này thấy người kia. Nhiễm đen thui toàn thấy game không à, không quý vị? Nên cái người nào mà chơi game lạc vào trong thế giới game rồi, không biết thế giới ở ngoài, chưa bao giờ nó biết gật đầu chào người lớn quý vị. Để ý cái tay chơi game nó không biết chào, không biết xá, không biết hỏi chứ. Gặp quý thầy nó ngên mặt lên nè, nó tính đâu như là gặp pho tượng đá vậy đó. Mấy tay chơi game á, nhìn quý thầy cũng như không à. Còn mấy đứa trẻ mà không có chơi game, quý vị gặp quý thầy bị cô xá đàng hoàng, xá xuống. Tại biết đây là thầy, là cô. Còn chơi game nó lạc vào trong thế giới đó, nó toàn là ví dụ như võ lâm á, trường kỳ cái phải không? Nó lúc đó nó làm là bá chủ võ lâm rồi quý vị ơi, thấy coi ai không ra vậy chứ á. Ở đây á, là cầm cái kiếm là đi thôi chứ không thấy ai ra vậy chứ. Nó chỉ biết trong cái thế giới đó thôi không quý vị? Nó chỉ biết thế giới đó thôi đó. Nó cầm được cái gậy đánh chó, cái tối ngày là đi kiếm chó đánh không à quý vị? Như là Hồng Thất Công nha. Rồi đi trong đó không, lạc trong đó không mà toàn là bủ bối được không à. Nói bủ bối rành lắm, nói cây kiếm nè, áo giáp nè, ngựa nè, rồi cái cột dây lưng rồi đó là nó biết hết đó quý vị. Còn là nói tới tấm giấy khen, nó hỏi giấy khen là gì? Đi học mà hỏi nói tới giấy khen, mày có lãnh giấy khen không? Không lép là chú giấy khen là gì chú? Nào tới giờ giấy khen nó biết con, mà con chưa bao giờ biết giấy khen, con chỉ biết game online không à. Quý vị thấy không? Nên nó lạc vào trong đó gọi là ô nhiễm á. Tâm mình ô nhiễm nó đen thui, nó vẫn đục chả biết gì chứ, gọi là nhiễm mày quý vị. Mà nước nó nhiễm quý vị ơi, bây giờ nè mình nhìn thấy nước nhiễm có ai dám múc xuống dưới cái bờ sông cái kinh gì, nó lòn lòn trong thành phố vậy, nó nhỏ nhỏ múc ô lên uống một cái đi. Uống cái mà phải á khẩu cả đời không nói chuyện được á. Quý vị thấy không? Nước nó ô nhiễm đó. Như vậy thì nước ô nhiễm thì phải bỏ đi phải không? Như vậy thì tâm mình ô nhiễm là sao? À, quý vị, nên gặp cái gì mê đó gọi là tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm có nghĩa là nhiễm trần. Mà nhiễm trần ta gọi là trần trược, phải không? Có nghe chữ trược không? Trược tức là sự nhiễm ô quý vị. Nên trong kinh A Di Đà đoạn cuối, Đức Phật Thích Ca nói rằng thế giới ta bà mình là ngũ trược ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt, ác thế ra đây. Nên gặp gì cũng mê chứ quý vị. Nên bây giờ mình gặp gì mình đừng có mê thôi quý vị. Thấy người ta mổ không? Mổ sẽ chụp thuốc mê, cái nó muốn cắt đâu cắt à. Cắt cái lỗ tai cũng được, nó cắt gì cũng được, đâu còn biết đâu quý vị. Mê rồi muốn làm à. Nên cái người ta trong cái trạng thái mê có nghĩa là mình mất tự chủ, để cho người khác cũng làm gì làm nếu mình đã mê rồi không quý vị. Nên mình đừng có mê gì, chừng là cái cách tốt nhất. Nên mà nếu lỡ mê rồi sao chạy ra quý vị? Tụng chú Đại Bi. Bây giờ khoái là ghiền bài quý vị. Gặp cái sòng bài tự nhiên có một sức hút, nó hút mình ngược vào vô sòng bài quý vị. Lúc đó bắt ấn Quan Âm tụng chú Đại Bi ha. Nam mô Hắc Na Đắc Na Đa Na Ra, xin Bồ Tát cho con đừng mê bài. Đa Ra Dạ Gia Nam mô A Di Đà Bà Lưới, đế xin Bồ Tát đừng cho con đừng mê bài. Có đầu tự nhiên chân mình bước ngược về ra quý vị. Lúc đó thủ thần chú liền. Nói gì thấy không? Thủ riết là thủ thần chú, cái là tự nhiên dạt ra. Nên là không ô nhiễm. Nên các pháp của thế gian á, mình ô nhiễm cái gì nó cũng đen thui tâm hồn chứ nói quý vị. Phái bài, phái bạc, phái cờ, phái số, ghiền rượu, ghiền chè, thậm chí hát karaoke tối ngày từ sáng tới chiều luôn cũng nhiễm karaoke luôn nữa quý vị. Đó là nhiễm nhẹ nhất nha. Chưa nói tới nhiễm xì ke ma tí, quý vị thấy nhiễm xì ke ma tí không?
Kim chích qua chích qua chích lại hồi, quý vị ơi, cái con gì nó chạy vô, chạy vô toàn là chạy sầu riêng vô không à. Ai biết sầu riêng là gì? Sida không? Nên ta gọi là Sida, nói lái lại là xa đi thôi, đừng có gần Sida, là xa nó đi. Phát huy sức mạnh thần thông tự tại không ô nhiễm. Đấng có thần thông không ô nhiễm, thân hình không ô nhiễm. Thần thông á, đấng có thần thông, đấng á, tâm hồn không ô nhiễm và thân hình của mình không ô nhiễm luôn quý vị. Thân hình không ô nhiễm có nghĩa là đang nói tới cái oai nghi á. Một người có cái oai nghi, một người có cái oai đức ở bên ngoài. Có oai nghi tất nhiên là đi, đứng, nằm, ngồi mình phải kiểm soát á. Ta nói là vừa nói vừa cười, chưa đi mà chạy hỡi người vô duyên gì. Chưa đi mà chạy, ý đang nói tới mình không có là cái oai nghi. Vì đâu mà vô trong chùa lại Phật mà chạy ào ào, chẳng có thấy thua phải không quý vị? Nên vô chùa lại Phật phải đi đứng đâu đó đàng hoàng, đoan nghiêm. Đó là mình biết, mình đã có cái ý thức rồi. Nhằm khi mấy em bé không có không sao, mấy em bé muốn làm sao làm mà. Bây giờ mình mà ai muốn làm sao làm như em bé thì nằm xuống chòi chòi giống em bé được thì cho làm giống em bé. Còn mà nếu mà nằm xuống mà chòi không được như em bé thì không làm đúng em bé quý vị. Bữa trước thấy hai cái ông nhậu cá độ. Bây giờ là hai người phải bỏ ra lít rượu quý vị, người bỏ ra nửa lít. Ông này nói với ông kia là thôi giờ hai mình cá độ nào làm được á, nếu nào chòi giống em bé thì thằng chòi không giống em bé thì mới mua thằng khác lít rượu. Hai ông lên giường chòi chòi đạp đạp quý vị. Bữa đó quý thầy đến tới nhà là cúng mà là cúng cơm á, rồi cúng hí kỵ á cho các ông trong nhà. Thấy hai ông cứ lên giường chòi, ông bên đây chòi, ông kia đạp, còn ông kia nó nhìn coi là giống em bé không. Hỏi mấy ông mấy chú làm gì đó là cá độ, hỏi cá độ gì nó chòi có giống em bé không quý vị ơi. Cái chân cái tay nó dài thòn thường thường đó mà chòi cái gì mà chòi như vậy mà cũng ráng chòi một cá cho thằng được lít rượu. Nên ai mà chòi giống em bé được thì làm giống em bé. Xin ngài xuất hiện đấng đại tự tại trong đời, xin ngài trừ độc tham lam sân giận ngu si tham ái phiền não ô nhiễm. Nếu mà một cái người nào tụng trì chú đại bi này đó quý vị thì được Quan Tham Bồ Tát gia hộ cho mình bớt đi cái lòng tham lam. Mình tham dữ lắm quý vị ơi. Cái thứ nhất là mình tham tiền á, cái thứ nhất là làm thiền. Cái thứ hai nữa là tham ái. Tham ái tất nhiên là lòng thương yêu những người nào hạp với mình thương à, những cái đồ vật gì mình hạp với mình là mình thương à quý vị. Thấy không, cái gì hạp với mình á là bình thường, mà bình thường rồi tự nhiên bảo vệ rồi mà ai nhúng vô cái không được. Ở bữa đó có cái chú đó có cái máy hát, cái ông thầy á, ông mượn cái máy đó để đi thâu, tại thâu băng mà mượn máy đâu mà quý lắm cái gì, thầy mượn con mới cho nha, còn ai mượn không cho đó. Bây giờ ông thầy mượn thâu sao ông cầm rớt đấng bể banh ra cái máy ra quý vị. Từ đó sao nghỉ đi chùa đó luôn, cái chú đó không đi chùa mà không nhìn mặt ông thầy luôn. Cái máy người ta thương yêu, người ta chiều chuộng ôm ấp máy nhập mà quý vị, mà vậy ông thầy làm bể rớt xuống cái bể banh ra trên quý vị, là nghĩ đi chùa đúng không? Cái vật ngoài, vật là ngoài thân mà đâu phải gì đâu, thầy cũng vô ý thôi phải không. Bữa nay em có thì ngày mai em kiếm cái khác phải không, ta cúng dường với thầy được nữa. Thôi bây giờ nó không cúng đi nữa thì thầy cũng thường cái khác từ từ, có tiền mua đền thượng khác vậy. Giận luôn thầy, giận luôn chùa, quý vị đấy. Lòng tham ái nó sanh ra nhiều cái pháp trần mình không biết được đâu. Còn ở tham lam này là rồi cái bệnh muôn đời của chúng sanh đó quý vị ơi. Ở ngoài Bắc á, có cái chú này sáu mấy bảy chục tuổi rồi quý vị, có tật rồi tật tham tiền. Không biết tật tham tiền á là cỡ nào vậy, con cái cho nhiêu tiền cũng không đủ gì, hàng tháng bắt con cái phải nộp tiền lại, đứa nào không nộp như đó bất hiếu à, mà tiền không có xài, điếm lại cái gì, điếm ra móc túi ngoài móc túi trong gói giấy dài ra được sắp tiền. Sáng sớm 3 giờ sáng thức dậy ra vuốt tiền thẳng băng, điếm lại cất vô, chiều vô điếm ra điếm lại, con nhiêu nó không xài bạc nào chứ. Muốn mua gì kêu tụi bay ơi đi mua cho tao coi, cái thằng con là ba có tiền biết nhiêu cho ba không đi mua. Cười tao để dành với mà khoái tiền đó quý vị. Rồi vừa rồi kèn tay tới nhà rồi sắp tiền còn nguyên si không xài đâu chứ, vậy mà cũng tham tiền đó quý vị. Thấy không, con người ta chúng sanh gì đó trong nhà Phật ta gọi là ngu si á, có tiền không xài cuối cùng để lại cho người khác mà điếm gần chết, điếm ngày nào cũng điếm mới thấy cái chúng sanh đâu. Chúng sanh tâm á là như vậy, hay bậc tham ái bậc không ô nhiễm. Đấng sư tử vương ra xin ngài xuất hiện
tiến lên đấng giác ngộ, tiến lên là Magate Mahagate đó, tiến lên nghĩa là sự tinh tấn của mình á. Nếu tụng thần chú này mà tinh tấn dài dài lên đi đến á, là thành bậc giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là mình nó nhận thức được tất cả các pháp trần ở thế giới chúng sanh này, mình nhận thức được và làm cho chúng sanh được nhận thức được, người ta gọi là làm cho chúng sanh giác ngộ. Như vậy thì mình tự giác ngộ rồi mà mình còn đem đến cái sự giác ngộ chúng sanh nữa. Mình tu không phải tu cho mình, quý vị, đem băng, đem đĩa, đem kinh, đem sách, có đi chùa, tám ơi đi chùa với bảy hay tám rồi đi, tức mình giác ngộ rồi mình còn rủ mấy người khác đi giác ngộ với mình nữa, quý vị. Như vậy là phát tâm Bồ Tát đó, và thấy ngài, lại ngài, xin ngài ban cho an vui, ban cho hạnh phúc, ban cho điều mong ước đều được thành tựu. Như vậy tụng chú đại bi thì sẽ được an vui, sẽ được thành tựu, sẽ được thỏa các cái ý nguyện của mình mong ước, quý vị. Nên trước khi tụng ước gì, ước lại một cái không, quý vị, đừng ngại ngùng chân ước đi không, quý vị. Ước là trừ trường hợp ước chúng số rồi, chúng đề rồi, chúng xỉu chủ rồi, ước không có thôi. Còn mình ước là ước cho con gia đình an vui hạnh phúc, có an vui hạnh phúc. Ước cho con cháu học giỏi, có học giỏi. Ước cho chồng hết nhậu, có học hết nhậu. Ước cho con đánh bài được lên tay nghề, không có. Quý vị, không phải ước nào cũng được đâu nha. Mong ước là mong ước nào, mong ước chân chánh, chứ không phải mong ước chiều theo thị dục của mình. Quý vị, bậc thành tựu đệ nhất, xin ngài cho con thiền định an vui, ban cho con sức mạnh vô cùng. Tụng chú đại bi này sẽ đi đến tâm thiền định an vui. Thiền định là tâm tỉnh lự, là tâm của thiền na đó, là không bao giờ trước cái vọng trần mà mình phải buồn phiền hờn giận. Cho con thành tựu vĩ đại, cho người mặc áo giáp đem, cho tròn da hổ, cho cầm hoa sen, cho cầm kim cang, cho cầm pháp loa giác ngộ. Mấy này là những cái binh khí ở bên ngoài, nói lên sự thủ hộ của các cái đấng mà đứng ở bên ngoài, các vị thần kim cang á quý vị, thủ hộ, long thần hộ pháp thủ hộ. Như vậy là luôn luôn lúc nào cũng túc trực bên người trì thần chú đại bi. Người cầm tích trượng, người cầm tích trượng chiến thắng, người đã tả mãnh thú, và người có sự sư tử trợ lực. Nói là cũng không ngoài cái ý á, là tự mình tụng thần chú này mình có sức mạnh, quý vị, có thể là đại hùng đại lực chiến thắng mọi cái trở ngại trong gai cuộc đời. Nên mỗi khi tâm chúng ta yếu hèn, quý vị, tụng 10 chú 18 biến 108 biến, tự nhiên tâm của mình vững vàng lại do sức gia hộ của bên ngoài. Và xin ngài ban cho con an vui hạnh phúc, xin ngài cho con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con xin quy Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu. Thật linh nghiệm thần chú, thật linh nghiệm thần chú của đấng toàn năng, thật là linh nghiệm. Nam mô Đại Bi Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là nguyên cái bài ý nghĩa của thần chú đại bi. Nếu ai tùng thì đạt được cái sức vô cùng và biết được ý nghĩa này. Cái thứ nhất là phát nguyện tâm đại bi, biết thương yêu tất cả chúng sanh. Cái thứ hai nữa, sống cái đời sống tự tại, có nghĩa là tất cả các pháp trần này là bình thường, có sanh có gì cả, mình không bao giờ bị rúng động sợ sợ tất cả pháp trần. Nó thân mình còn mất nữa, huống chi là cái gì, đâu có gì phải sợ đây đó quý vị. Có tu không sợ, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, tắt hơi rồi mới thấy chán trường. Ai ơi, lệ sầu nước mắt khắp nơi, rắn tu chút nữa mà về cảnh thanh. Ta đây chọn pháp thật lành, trì tâm niệm Phật, tay cầm nhành liễu dương. A-di-đà Phật. Cái thứ ba nữa là không ô nhiễm. Tất nhiên là trước tất cả các pháp trần, mình không ghiền cái gì, không có mê gì cho nên quý vị. Như vậy là không ô nhiễm, đây là sự Bồ Tát nhắc nhở. Thì mình trở thành dứt được tâm tham lam, sân hận, si mê, ngu si, tham ái, sự ô nhiễm. Đây là các triền cái mà người đang bước trên con đường chứng đắc quả vị A-la-hán, là một trong những cái quả vị thánh, và tiến lên bậc giác ngộ. Có nghĩa là khi mình tinh tấn chút nữa thôi, mình sẽ được giác ngộ trong cái pháp an vui thiền định và thành tựu tất cả các mong ước của mình. Vậy mình ước gì quý vị? Trong bài sám hối Đức Phật á, mình thành tựu trong cái quả vị Phật á, cầu quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, là cầu trong cái quả vị Phật thôi, thì mình sẽ thành tựu trong cái quả vị ở trong tương lai. Như vậy thì kết thúc cái bài chia sẻ giáo lý hôm nay, xin mời một ai đó xưng phong đọc bài chú đại bi, ưu tiên cho mấy em nhỏ nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam
Phát tâm là đại bi biết thương yêu tất cả chúng sanh, cho anh chàng pháo tay. Rồi ai biết trong bài chú đại bi còn phát lên tâm gì nữa? Tự tại. Phát tâm tự tại, vì tâm tự tại là như thế nào? Tâm tự tại là mình không có bị sao động, ai nói gì mà mình tiêu ổn, tâm mà mình không bị sao động rồi đó. Tâm không bị dao động trước cái hoàn cảnh, tức là không vui buồn hờn giận trước hoàn cảnh. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Rồi ai biết phát lên tâm gì nữa? Ô nhiễm. Tâm gì? Ô nhiễm này. Phát lên tâm ô nhiễm à? Tâm không ô nhiễm. Đâu có ví dụ cái nào gọi là ô nhiễm? Ví dụ như là không có mê cờ phạt thì game rồi với những cái sự ham muốn rượu chè. Rượu chè, cờ bạc, game online là ô nhiễm, cho anh chàng pháo tay. Rồi ai biết phát lên tâm gì nữa? Tham lam. Tâm gì? Tham lam. Tâm tham lam hả? Rồi cho anh chàng pháo tay. Là không có tâm tham lam. Rồi cô. Con khi tụng chú đại bi thì không được phát cái tâm ngã mạn. Không có tâm ngã mạn ha. Thôi cũng được tặng quà cho anh chàng pháo tay. Ai biết tụng chú đại bi thì không có tâm gì nữa. Chú đại bi thì mình phải biết tâm từ bi hỷ xả biết thương yêu muôn loài. Từ bi thị xã thương yêu muôn loài, cho anh chàng pháo tay. Người ta trả lời rồi, được tặng quà luôn. Rồi cô bên đó tâm gì? Không sợ hãi thầy. Tâm không sợ hãi đó tự tại rồi. Còn nào khác nữa không? Rồi cũng cho anh chàng pháo tay, cũng được tặng phần quà nhờ trả lời mà cũng chưa đúng lắm. Rồi thôi cô mắc kiến nhỏ nhỏ đi. Thưa thầy là con nhớ là không sân si, không giọng ngôn. Không sân si, không giận hờn, không si mê, cho anh chàng pháo tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một cái đêm tụng kinh, tụng chú Đại Bi thật là an lạc.
Mình biết cái ý nghĩa đó rồi, mình về nhà mình cứ vừa áp dụng cái ý nghĩa đó mà mình vừa tụng chú để phát huy quy lực của thần chú, thì chúng ta sẽ qua hết tất cả các cái nạn tai, tai ách trong cuộc đời, do từ trong vô thủy mà chúng ta đã lỡ gieo bao ác nghiệp rồi. Ngã tích sở tạo chưa ác nghiệp, dây do vô thủy tham sân si mà từ ngày xưa tới nay rồi, muốn tiêu trừ những cái đó chúng ta trì tụng, nhớ là ngay ngắn, đoan nghiêm và thanh tịnh thì chúng ta sẽ đạt được kết quả A Di Đà Phật.